Giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh. Anh có lớn hơn tăng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là cái tinh dầu thơm, có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Em có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức rèm này không? Thực ra em đang run. Tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại tiếp xúc với khách hàng, nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thường vào thời gian rảnh á, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân, gia đình đó thì cũng có nhậu nhẹt chút đỉnh rồi karaoke. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục, đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó. Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Em sẽ làm giờ hành chính, tại vì cổng đài của em là trực 24/24, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người, và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, đó là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh á, đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người, tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm, chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội. Đây cũng là cái duyên. Sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run. Tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Nên là em gặp anh hơi bị bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm thận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Chúng ta để tay mình rút bấm và kiểm tra lại đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, bởi hai anh chị cũng lớn rồi, ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa?
Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động và... Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi với anh đó. Anh cứ bày tỏ cho cảm xúc của mình, không có vấn đề gì cả. Thì trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vì trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm, mình vẫn bấm. Đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi. Tiếc quá. À không sao cả. Quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình, thì hãy gọi điện thoại về tổng đài. Gọi về tổng đài biết tốt gặp chị Thi. Đó, gặp chị Thi, còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha.